Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre tổ chức phổ biến an toàn giao thông cho hơn 500 học sinh của trường phổ thông Hetman Miner, thành phố Bến Tre. Qua đó, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã giới thiệu về các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, các nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, cách phòng tránh và xử lý khi xảy ra tai nạn, đồng thời hướng dẫn cho các em học sinh cách lái xe đạp và xe máy an toàn, tuân thủ các biển báo tín hiệu giao thông và quy tắc ưu tiên. Học sinh được thực hành lái xe trên sân trường dưới sự hướng dẫn của cán bộ cảnh sát giao thông. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn giao thông cho các em học sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức cho phụ huynh học sinh ký biên bản cam kết không vi phạm an toàn giao thông nhằm đảm bảo tình trạng an toàn giao thông tại cổng trường.